Ê, tao đụng vô cọng dây này trước là cọng dây này của tao nha. Khỏi đâu, đứa nào giật được là của đứa đó, khỏi nói nhiều. Mà cái dây này nó làm gì ta? Thường thường mèo chơi dây thừng mà sao nó đưa dây ni lông trời. Rồi chắc con này ra chợ mua lộn rồi. Không nha, mua đúng chứ không có mua lộn nha. Mới đầu tính mua dây thừng, nhưng mà dây thừng nó bự với nó siết mệt quá. Thôi mua dây này đi. Mình chưa biết mình làm xích đu đẹp hay xấu nữa, thôi mua cái dây này thử đi. Nhưng mà cái sợi dây này mà làm xích đu là coi chừng có đứa cắm đầu nha. Mà thôi kệ đi, tụi mày cắm đầu chứ đâu phải tao cắm đầu đâu mà sợ. Tôi hy sinh luôn một cái gỗ ấp chén mà không biết cột từ đâu nè. À nó có mấy cái góc này nè, hay là mình cột vô cái góc này cũng được. Đâu phải chỉ có một mình tôi với Phan nôn cái xích đu đâu, tụi này cũng rất là nôn. Đang làm nó cứ nhào vô, nó đưa cái tay khều khều hoài. Mày đây không, mày muốn tao làm nhanh không? Muốn nhanh thì đừng có phá tao. Khoái lắm. Trong lúc con sen đang tháo dây thì khế thú nó đợi. Kiểu như nó thấy lâu lắc quá hàng sao nó nhào vô, nó kéo cọng dây ra giùm tôi. Thôi không có mượn đâu mày, con vui ngáo ăn theo hả mày. Có sẵn cái cục đưa ra nè, mình lấy cọng dây mình cột vô. Hồ rất là tiện, hình như cột hơi chậm thì phải. Và lúc này con khế nó kéo tiếp tôi. Thôi mày khỏi cột giùm tao đâu, mày cột chắc nguyên bầy cắm đầu quá. Và đây khuôn mặt của những đứa trẻ thích chơi đồ. Con khế bình thường là ông ngoại, nhưng mỗi khi có đồ chơi mà đúng ý nó là biến thành một đứa trẻ liền. Rất là nôn cái xích đu này. Đừng có thiệu. Cái mặt con quạo nó nhìn xích đu nó nhăn nhăn, mắt lớn mắt nhỏ. Con vui thì nó tò mò. Còn riêng cái tư cách của đại ca là chuẩn men, chuẩn đứng đắn luôn á bà con. Ngồi yên một chỗ mà không có nhào lên nhào xuống nha. Nó con quạo thấy không, lại hủi hủi đồ. À, chắc chưa à. Nhưng mà khoan nha, chưa có khởi hành được đâu. Hình như là cái này nè, ở dưới mình móc lên thì được. Mà thí dụ mấy con này nó quậy quá đi, rồi xích đu mà úp lên úp xuống gấp gà cái là mệt lắm á. Thôi móc ở đây nguy hiểm lắm bà con ơi, tháo ra thôi. Ủa tôi nhớ là tôi cột đâu thắt nút đâu ta, sao kéo không được vậy. Ờ hay, con khế nó phá tôi nè. Ở đây có một cái lỗ, kiểu như thiết kế riêng cho mình làm xích đu hay gì trời. Thọc vô rồi cột lại. À cái này mới chắc nè, nó lật qua lật lại sẽ không có bị gớt ra. Thà làm vậy đi. Đó bà con coi chắc chắn chưa, cột rất là chắc luôn. Tôi đảm bảo với mọi người cọng dây này hả, hai con nòi vẽ ngồi lên là không bao giờ đứt. Nhưng mà một con vui ngồi lên thì tôi không chắc nha. Tiếp theo là mình coi cọng dây này mình cho nó dài bao nhiêu, vừa cái chân ở trên cái hàng rào. Mà thôi nhắm chừng không được đâu, phải đem ra ngoài mới được. Thế mày có muốn có thích đu chơi mau không? Muốn mau thì đừng có phá tao. Già đầu lớn tuổi không có như đại ca. Đại ca ngồi im chỗ à, còn mấy con này nó tăng động quá. Nó nè nè, đem ra ngoài sân mới được chứ trong này là không yên đâu. Con khế nó nôn xích đu quá bà con ơi. Con mỏ nhọn tham lam xuất hiện đầu tiên. Đại ca vui ngáo, quạo, bốn đứa chạy theo. Rồi bắt đầu đo nha. Khoan khoan, trước khi đo dây mình coi chỗ nào chắc chắn. Cột chỗ nào giờ ta? Ai cũng hơi khó chọn ha. Thôi chọn cái chỗ nào mà nó ngay trước cửa đi, cho dễ coi. Đó, mình sẽ đo cọng dây lên cao. Nhưng có một vấn đề xảy ra. Tôi nhướng lên, cái tay cái chân tôi mỏi quá, phải bắt cái ghế lên mới cột được. Nói chung với cái chiều cao của tôi gán nhướng vẫn được. Mà nhướng hoài không có nổi đâu, cái bốn góc lận. Mà khi cột lên đây là không có cột vừa đủ nha. Mình phải trừ hao dư dư đi, tụi nó sẽ làm đứt dây. Nó khi đứt dây thì mình còn nhả ra nữa. Mà nhả ra cũng đâu có được đâu, đứt ngang rồi phải nối lại thôi. Thì cũng phải chừa dư để mà nối dây lại. Sau khi đo xong thì lấy cây kéo cắt ra. Người ta làm công trình là phải có tâm, cột lại cho thiệt là chắc, rồi sau đó giật giật coi nó có đứt hay không. Coi con đại ca nó cũng kéo thử coi dây có dễ đứt hay không kìa. Mới thử chút xíu à, kiểu như đau mỏ hay sao buồn ra. Và tôi đã đo xong cái góc thứ hai, cắt tiếp. Rồi còn hai góc còn lại cũng đo y chang vậy luôn. Góc thứ ba, còn góc cuối cùng thì mình khoan nha, mình sẽ treo lên trước. Nhưng mà cái hàng rào nó cao đứng nhướng mỏi quá, phải đi ra ngoài lấy cái ghế bắt lên. Coi coi quỷ khế kìa, nó biết trước tôi tính đi đâu hết trơn nha. 2-3 ngày trước tôi đã sắm một cái ghế cao để phục vụ cho cái chuyện làm xích đu cho mấy con mồm lèo. Cái ghế hình như là 700-800 gì đó, mắc lắm. Mà hình như cái chỗ tôi mua là nó hơi bị mắc á. Thôi mình cứ mua chữa cháy đi, lần sau mình sẽ kiếm chỗ nào bán rẻ chút xíu. Cái này mà 700 nè bà con. Chỗ này cũng là cái chỗ mà tôi mua cái chung cư màu đỏ cho mấy con mèo, 500 mấy lận. Mà khi tôi lên mạng coi chung cư đó thì chừng 200-300 à. Nói chung mua đồ ở đây là nó hơi mắc. Lần sau có thời gian mình sẽ lên trên mạng mua.
mấy cái ghế này cũng mua chỗ đó luôn nè. Tại vì mình đi ngang mình thấy đẹp cái mình mua về. Còn cái ghế này để dành để ngoài sân mèo á bà con, vừa ngồi vừa ngắm mèo, có thể dựa luôn nè. Mới dép vô thôi muốn rụng cái tay luôn. Thường mấy YouTuber là người ta sẽ có trợ lý nha. Còn mình không có trợ lý nha bà con. Quay phim cũng mình, dựng cảnh cũng mình, kịch bản lồng tiếng cũng mình luôn. Mọi người biết sao không? Mấy con này nó sợ người lạ. Có người lạ vô là nó không có tự nhiên, nó trốn liền. Bởi vậy quay video về mèo bắt buộc phải có một mình con sen thôi, không có một trợ lý nào hết. Những con mèo Tây, những con mèo dạng á, là nó đã quen đông người rồi à. Đặc biệt là những con chết nhát này nè, không có người nào phụ được hết á. Người ta chỉ có thể phụ khi mình lùa mèo đi chỗ khác rồi người ta dọn dẹp cho mình thôi. Coi như khuất mắt. Người coi con Vũ đứng hay dữ trời. Cũng là con nhọn tham lam nhảy lên trước. Đại ca cũng muốn nhảy lên lắm, nhưng sợ. Coi kìa, đố mọi người nó dám nhảy không? Con đại ca thì không dám nhảy, nhưng con quạo dám nhảy. À, con nhọn đang đứng ở trên ha. Con quạo mà nhảy lên một cái là con nhọn cắm đầu bây giờ. Cẩn thận nghe. Đó 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 đó. Quỷ quạo khoái phóng lắm. Nhưng mà con quạo này nó cực kỳ phá luôn. Đồ nào để trên cao là nó đánh đổ xuống hết. Rồi bây giờ mình sẽ cột một góc vô cái giỏ trước. Vừa ngáo nó khoái kìa. Trời ơi mừng quá, tôi sắp được chơi xích đu rồi. Không biết tới lượt mày chơi không nữa. Sợ mà vừa mới bước lên cái đứt mẻ xích đu người ta rồi. Cái chiều cao gì đủ chưa ta? Mà tôi thấy nó hơi cao nha. Thường mình làm xích đu mới thì mình nên hạ thấp thấp cho con mèo nó cảm giác an toàn trước. Cái đó tôi hạ xuống chút xíu nữa. Trời ơi là vui. Thôi thôi, tao mới thử nghiệm xích đu nha. Mày đừng có lấy cái thây heo mày đè lên vui ơi. Tội nghiệp nó vui. Xuống đi con. Trời ơi ham cái gì mà ham dữ vậy. Ê. Chà, nhìn cái cảnh này là tôi hơi gầu nha. Cái tướng con vui nó mập với nó nặng lắm. Mà cọng dây này không biết chịu nổi không nữa. Một cọng chắc chắn không chịu nổi rồi. Hy vọng bốn cọng có thể sống sót được qua ngày. Rồi mình cột cho hai cọng dây cho nó cân xứng với nhau. Rồi hai bên kia cũng lên luôn. Đó, bốn góc đều với nhau như cái bàn bốn chân vậy đó. Ở trên này kiểm tra có chắc chắn chưa. Rồi cột cái này là không thắt nút nha. Dù mà có đứt dây thì mình sẽ nới ra nữa. Chắc chắn sẽ đứt. Dễ gì bọn này không cắn dây. À, Vui Ngáo rất là muốn nhảy lên nhưng mà ngại với bà con. Đó, đẩy nè. Đó, đó, đã quá bà con ơi. Đố mọi người khi mà con mèo lên đây nó có dám cho tôi đẩy gì không? Mà đẩy gì sợ nó văng á. Tôi khoái nhất xích đu này ở chỗ nó rất là nhẹ. Con mèo nhảy lên nhảy xuống á, dù mà có đập chúng nó cũng không sao. Nhẹ hiều à. Và bây giờ tôi sẽ thí nghiệm con đầu tiên. Thôi để đảm bảo an toàn cho những con khác, mình sẽ thí nghiệm con mập nhất. Đó là con Vui Ngáo. Mỗi khi bồng con Vui lên như bồng con heo con á bà con. Thịt với mỡ không à. Nó không dám xuống. Nó sợ. Để coi nha. Wow. Wow, không nhảy xuống nha. Và cái mặt của Vui Ngáo vừa sợ mà vừa khoái. Ở chỗ đã chứ trời. Không ngờ lên mạng nhìn thấy cái xích đu chế theo, nó cũng ra trò. Đó đó, con Vui Ngáo nó đang bấm nút tự quỷ đó. Mày cắn đi. Ừ đúng rồi, cắn đi con. Đứt dây cái vui lắm á. Nghĩ cắn nè. Còn khôn á. Để coi nó ngồi trên đó bao lâu nha. Trời ơi, xích đu nhúc nhích vậy mà còn không xuống á bà con. Ý cái thằng Ngáo nó lì. Tự quỷ đi, tự quỷ đi. Vui Ngáo đã ngồi ở đây được hơn 5 phút rồi, vẫn không có ý định nhảy xuống. Đại ca thử nhảy lên chung Vui Ngáo coi sập không đại ca. Thiết kế một cái xích đu nó có thể bồng bềnh lơ lửng trên không như vậy, giúp cho Vui Ngáo có cảm giác mình đang được leo ở trên cao. Mặc dù cái tướng nó rất là mập, không thể nào leo cao được. Rồi bây giờ tôi sẽ thử đẩy cái xích đu coi chạy. Trời ơi tưởng cái gì. Tưởng cái gì đó. Trời ơi trời. Nói chứ mấy xích đu nhẹ nhẹ này rất là có lợi nha bà con. Nhưng mà xích đu nặng là mệt lắm á. Còn lùng má tử thì sao con? Mấy xích đu chơi không? Nó lơ bà con rồi. Nè Vui Ngáo, lên lên xích đu lần hai mày. Lên nữa không? Khoái ngàn. Đó. Ghê ghê. Vui Ngáo dễ thích nghi với người trời. Đó. Đã quá bà con ơi. Một con heo có thể bay được là một điều vô cùng vinh dự. Không biết fan của Khế Thúi có ai mê xích đu không ta?
Chứ hồi nhỏ là tôi mê xích đu lắm á nha, mà tôi không dám đu. Nói chung là mình cũng nhát. Đại ca ngu đưa đứa mở nè. Con nào mà đang đu cái này nè, nào muốn phá người ta lại gần cũng khó nữa. Nó đứng gần muốn chọn ta là bị đục vô cái mỏ chạy. Đó. Xích đu này rất là nhẹ nha bà con. Lên nó đi. Rồi chán rồi. Tiếp theo là cho khế thúi lên. Ồ khế thúi nói gì nữa. Mèo già hóa cáo rồi. Nó thừa biết cái này cái xích đu nè. Nó hoàn toàn không có hoảng hốt gì trơn nha bà con. Chỉ hơi hủi coi cái này là cái gì thôi. Dường áo làm gì trời. Tránh nhanh tránh tránh. Đó. Ê con mèo nó lượn chuột kìa. Một con mèo hoang màu mướp rửa con chuột chạy. Nguyên đám nhiều chuyện chạy theo coi. Tôi cũng nhiều chuyện luôn. Nói chung cái xích đu kỳ này làm rất là êm. Rồi từ từ mình sẽ nâng xích đu cao hơn nữa. Và tiếp theo mình sẽ thử đứa nào đây. Mình sẽ thử cái đứa sợ độ cao, đó chính là lùn mã tử. Đứng lên. Trời. Không dám đứng. Sợ té. Sao? Cho bình tĩnh còn. Đại ca tuy là sợ độ cao nhưng đại ca vẫn rất là ham vui và tham lam. Mà cái xích đu này đâu cao lắm đâu. Ôi trời ơi, gãi lưng gãi mình. Tỏ vẻ như là không sợ đó bà con. Ghê trời. Không. Nó giả bộ á. Muốn biết con đại ca nó sợ hay không dễ lắm. Mỗi khi nó sợ hay nó run điều gì là nó tìm cái gì đó nó cắn. Coi. Và nó có cắn không? Nó cắn là nó căng thẳng đó. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Cắn. Cho đỡ sợ đó bà con. Chui vô cái giỏ cũng vậy. Còn nó làm cái trò gì? Nó như con khế con vui thì con nhìn xung quanh. Rồi hết sợ chưa? Hết sợ chưa? Ta đung đưa mày nha. Trời ơi cái tướng ngồi kìa. Rung với bà con ơi. Đứa nào mà ngồi lên nó xích đu mà nó chạy xa xa là nó không có sợ nha. Còn cái này kiểu như là nó đang cố gắng gồng lại giữ thăng bằng á. Rồi hết sợ chưa? Ê. Con đại ca nó muốn tự tử bà con ơi. Ê con đại ca cắn là coi chừng đứt thiệt nha. Nó cắn dữ lắm đó. Rồi. Thế là đi bụi một cái xích đu. Làm từ hồi 5 giờ sáng. Người nào làm xích đu giống tôi nhớ mua dây thừng nha. Chứ gặp mấy con mỏ sắt như đại ca, những con ngu khoái tự tử, cái xích đu sẽ đi bụi trong vòng 1 nút nhạc. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.